Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ngày 22 tháng 4 ghi nhận 11.160 ca nhiễm mới trong nước. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 980, Phú Thọ 761, Bắc Giang 539, Quảng Ninh 510, Nghệ An 489, Vĩnh Phúc 458, Yên Bái 452, Lào Cai 389, Hải Dương 373, Bắc Cạn 357, Tuyên Quang 352, Đắk Lắk 346, Thái Nguyên 309, Gia Lai 304, Sơn La 273, Thái Bình 255, Nam Định 225, Quảng Bình 222, Hưng Yên 220, Cao Bằng 210, Bà Rịa Vũng Tàu 197, Lâm Đồng 194, Lạng Sơn 189, Bắc Ninh 176, Ninh Bình 169, Hà Giang 169, Hòa Bình 160, Hà Tĩnh 147, Hà Nam 137, Điện Biên 130, Đà Nẵng 126, Lai Châu 108, Bình Định 102, Tây Ninh 99, Bình Phước 97, Thành phố Hồ Chí Minh 93, Vĩnh Long 90, Phú Yên 81, Quảng Trị 80, Bến Tre 75, Quảng Nam 70, Đắk Nông 69, Cà Mau 64, Quảng Ngãi 63, Thanh Hóa 57, Bình Dương 33, Khánh Hòa 32, Bình Thuận 29, Long An 27, Thừa Thiên Huế 23, Bạc Liêu 13, An Giang 9, Trà Vinh 6, Kiên Giang 5, Cần Thơ 5, Kon Tum 4, Đồng Nai 4, Đồng Tháp 2, Hậu Giang 2. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 2.338 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.079.265 ca.